Rồi, anh chị em nào vừa mới ký hợp đồng trong vòng 1 tuần, chúng ta có thể bật mic nói tôi. Anh Cường ơi, anh có thể mời bạn Thoan ở Bắc Cạn được không anh Cường ơi? Ok, xin mời bạn Thoan ở Bắc Cạn. Em đây ạ. Rồi, chào bạn Thoan. Em đây ạ. Rồi, bản thân em giới thiệu.